chào tất cả các bạn. Và hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về điều kiện học thạc sĩ tại Singapore thì như thế nào, và những thuận lợi khi học tại Singapore. Thì điều kiện để học thạc sĩ tại Singapore đó là bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học, các hệ và các loại hình đào tạo, có điểm tiếng Anh là IELTS từ 6.0 cho đến 6.5, đây là yêu cầu của tùy từng trường. Nếu như bạn chưa có IELTS thì bạn có thể là qua tham gia khóa học Anh văn của trường trước khi vào chương trình thạc sĩ. Đối với chi phí đi du học thạc sĩ tại Singapore thì khóa thạc sĩ sẽ kéo dài từ 1 cho đến 1 năm rưỡi tùy từng trường, tùy từng ngành mà bạn chọn, với mức học phí dao động là từ 15 cho đến 30 ngàn đô la sinh một khóa. Chi phí sinh hoạt thì tầm khoảng từ 10 cho đến 12 ngàn đô la sinh một năm. Và các ngành học thì tài sinh bạn có thể lựa chọn các ngành học phong phú như là MBA, tài chính ngân hàng hay là marketing, kế toán, quản trị nhân sự, công nghệ thông tin, truyền thông, quản lý logistics, v.v. Và khi đi du học tại Singapore thì bạn với thời gian học ngành từ 1 cho đến 1 năm rưỡi, chi phí du học thì vừa phải và nhận bằng cấp quốc tế từ các trường đại học Anh, Úc, Mỹ. Và bạn có thể làm học mà bằng tiếng Anh, được ở lại làm việc Singapore sau khi mà học xong. Thủ tục hồ sơ thì đơn giản, không cần chứng minh tài chính. Và khi du học thì bạn được trải nghiệm tuyệt vời và chỉ có được khi mà du học ở nước ngoài. Và khi tới làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì các bạn sẽ được nhận các ưu đãi từ Tân Đại Dương, như là bạn sẽ được tư vấn và xin thư mời nhập học các trường, các viện đại học tốt nhất tại Singapore, những trường đạt chứng nhận EduCert. Đây là chứng nhận về chất lượng dịch vụ cung cấp chương trình giáo dục quốc tế cao nhất tại Singapore. Tư vấn chọn ngành học là hot nhất, mang lại thành công và sự nghiệp tương lai của bạn. Chọn trường học tốt, có mức học phí vừa phải và dịch vụ chăm sóc sinh viên quốc tế tốt, được tư vấn bởi các chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong ngành. Và bên cạnh đó, bạn còn được gặp gỡ trực tiếp các đại diện tuyển sinh giám đốc của trường tại văn phòng của Tân Đại Dương. Và thông tin về các trường thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ du học thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến văn phòng đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Singapore tại Việt Nam, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879 hoặc là 0838382080 để các chuyên viên tư vấn Singapore có thể hỗ trợ miễn phí cho bạn.